Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin, các nhà đầu tư tháo chạy khỏi Việt Nam, tổng bí thư trọng phải chịu trách nhiệm. Vào ngày 1 tháng 12 tại Dubai, thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thay mặt cho chính phủ Việt Nam đã công bố kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng với nhóm đối tác quốc tế Điều này nhằm thực hiện mục tiêu huy động nguồn tài trợ 15,5 tỷ đô la Mỹ mà các nước công nghiệp phát triển G7 cam kết cho Việt Nam từ cuối năm 2022. Trước đó vào ngày 21 tháng 11, tại diễn đàn các nhà quản trị Việt Nam phân tích vì sao Ostet ngừng phát triển điện gió tại Việt Nam. Theo đó, Tập đoàn Năng lượng Tái tạo hàng đầu thế giới Ostet đã quyết định dừng toàn bộ kế hoạch đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam tập đoàn năng lượng tái tạo hàng đầu của thế giới đã quyết định dừng toàn bộ kế hoạch rất lớn ở Việt Nam. Được biết, Ørsted đã quyết định bỏ cuộc chơi phát triển điện gió tại Việt Nam là do nhà nước Việt Nam chưa có chính sách rõ ràng, thống nhất nên nhà đầu tư chưa mạnh dạn rót hàng tỷ đô la vào các dự án. Đồng thời, tập đoàn Ørsted cũng cho biết các chính sách chủ chốt liên quan đến triển khai và mua điện từ các điện gió ngoài khơi của họ bị chậm trễ và không rõ ràng. Điều này xảy ra ngay sau khi tập đoàn Intel của Mỹ chuyên trong lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn đứng hàng thứ ba trên thế giới đã đầu tư vào Việt Nam 1,5 tỷ đô la từ năm 2006 cũng quyết định không triển khai kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ đô la để mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Lý do mà Intel dừng mở rộng đầu tư tại Việt Nam là nguồn điện cung cấp không đầy đủ và không ổn định. Thủ tục hành chính thì nhiêu khê lắt léo, trì trệ hành chính cửa quyền. Thay vào đó, Intel đã đầu tư 4,6 tỷ đô la xây dựng mới nhà máy sản xuất chip tại Ba Lan. Tình trạng thiếu điện trong đợt nắng nóng tháng 5 và tháng 6 năm 2023 dẫn tới tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN phải tiến hành cắt điện luân phiên, khiến xảy ra tình trạng gián đạn sản xuất, cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Trong khi 4.600 MW điện gió mặt trời dư thừa không phát được lên lưới điện quốc gia thì EVN vẫn nhập khẩu điện từ Trung Quốc và Lào. Qua tìm hiểu được biết nguyên nhân của tình trạng này là vấn đề thủ tục quy chế của EVN và Bộ Công Thương. Nhưng điều đang nói là các thủ tục do họ tự đặt ra, tại sao Bộ Công Thương không cải tiến sửa đổi thủ tục này để hòa lưới điện cho điện gió và điện mặt trời. Cựu Tổng bí thư Nông Đức Mạnh vào tháng 4 năm 2006 lúc đó cũng đã khẳng định đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Vậy mà cho đến nay cung cấp điện còn chưa đủ cho sản xuất và đời sống do năng lực điều hành và quản lý của lãnh đạo cấp bộ rất yếu kém. Thì việc trở thành quốc gia công nghiệp hóa của Việt Nam là điều không thể và ngày thêm xa vời. Cũng vì thế mà các doanh nghiệp lớn đã lũ lượt kéo đi rời khỏi Việt Nam. Ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diền theo giới chuyên gia, kết quả của việc các nhà đầu tư nước ngoài hàng loạt rút đi khỏi Việt Nam là do năng lực điều hành kém cỏi của quan chức lãnh đạo EVN và Bộ Công Thương, nhất là Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên. Theo đó, Bộ trưởng Diên đã lúng túng trong điều hành chỉ đạo về cung cấp xăng dầu, gây ra tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ ở rất nhiều địa phương trên cả nước. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trường tiểu ban nhân sự của Đại hội 12-13, phải chịu trách nhiệm về vấn đề này trong vai trò trưởng tiểu ban nhân sự tổng bí thư nguyễn phú trọng có ý thức được vai trò của bộ trưởng bộ công thương là người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của cả nền kinh tế đất nước hay không tại sao lý do gì tổng bí thư lại lựa chọn ông nguyễn hồng diên một người xuất thân từ cán bộ đoàn xã leo lên đến chức bí thư tỉnh ủy thái bình rồi phó ban tuyên giáo trung ương một người hoàn toàn không có chuyên môn quản lý kinh tế cũng như năng lực điều hành giới thạo tin cho biết dựa vào tiền bạc và mối quan hệ ông nguyễn hồng diên được ngồi vào chiếc ghế bộ trưởng bộ công thương đây là công lao của bố vợ ông diên là trần văn sen chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn hương sen đa ngành nổi tiếng với nhãn hạo bia đại việt ông sen là một đại gia một chùm vua biết mặt chúa biết tên ở đất thái bình ông trần văn sen chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn hương sen bố vợ của Nguyễn Hồng Diên. Theo nhà báo Phạm Hữu Hiệp, trong bài viết Chuyện Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương và ông chủ hãng bia Đại Việt đã tiết lộ như sau. Ông Trần Văn Sen với quan hệ rộng, thân tình với Thường trực 34 thư Trần Quốc Vượng cùng với các lãnh đạo tiền nhiệm của tỉnh Thái Bình như Nguyễn Hạnh Phúc, Trần Cẩm Tú v.v. V. đã gây chấn động chính trường Việt Nam khi đưa được con rể Nguyễn Hồng Diên, một cán bộ được đào tạo về tuyên giáo, học cử nhân sở và có tấm bằng tại chức kế toán thì lại ngạo nghễ ngồi với chiếc ghế bộ trưởng bộ công thương một siêu bộ. Được biết vào ngày 8 tháng 12 năm 2017 khi đó trong một cuộc họp của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng đã đặt câu hỏi về ý trách rằng tại sao người ta nói quan hệ tiền tệ hậu duệ cuối cùng mới là trí tuệ. Thân quen cánh hậu thích thì đưa vào tạo vây cánh cho mình rồi nói cho thật hay cơ cấu độ tuổi thế này, triển vọng thế kia, vân vân. Công luận đã câu hỏi, vậy các bộ trưởng công thương trong thời gian gần đây như Trần Tuấn Anh, Nguyễn Hồng Diên có phải chăng là sản phẩm của cuộc mua quan bán chức ngang nhiên, rầm rộ như chỗ không người dưới thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Các nhà đầu tư tháo chạy khỏi Việt Nam, Tổng bí thư trọng phải chịu trách nhiệm gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công an thổi nồng độ cồn để phục vụ nhân dân đừng biến thành cơ hội kiếm trác. Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, con số người tử vong do tai nạn giao thông tại Việt Nam giảm liên tục trong gần 10 năm. Đến năm 2022, con số này đã tăng trở lại. Trong 10 tháng đầu năm 2023, ở Việt Nam, trung bình một ngày có 18 người chết vì tai nạn giao thông. Phải chăng đó là những lý do, theo báo tuổi trẻ vào ngày 2 tháng 12 đưa tin, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đo nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm đến gần Tết. Bản tin cho hay, từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2024, Cảnh sát giao thông ở Sài Gòn sẽ chia làm 10 cụm, trong đó 5 cụm đo nồng độ cồn khu vực trung tâm, 5 cụm ở vùng ven. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ đo nồng độ cồn cả ngày lẫn đêm đến tận Tết. Báo tuổi trẻ đã đặt câu hỏi rằng vì sao cảnh sát giao thông thành phố lại kiểm tra nồng độ cồn cả ngày? Trong khi người dân thắc mắc có nhất thiết phải kiểm tra nồng độ cồn cả vào ban ngày, nhất là vào giờ làm việc buổi sáng, giờ tan tầm buổi chiều vì việc này sẽ gây trở ngại cho người đi đường và việc này sẽ giúp giảm tai nạn giao thông hay không. Trên thực tế từ giữa tháng 11 năm 2023, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã mở đợt tổng kiểm tra đối với điều khiển phương tiện giao thông có uống rượu bia với mục đích là nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Theo đó, cảnh sát giao thông có quyền dừng xe người tham gia giao thông bất kể ngày đêm để đo nồng độ cồn. Theo truyền thông nhà nước, hành động này của cảnh sát giao thông ở Sài Gòn đã gây ra phản ứng mạnh trong dân chúng với đa số không đồng tình với cách tổ chức thực hiện và các biểu hiện lạm quyền của đa số cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ nhìn chung dư luận thấy rằng việc đo nồng độ cồn để phạt những người lái xe có nồng độ cồn quá mức cho phép là việc làm đúng và được ủng hộ nhưng người dân băn khoăn phải chăng cảnh sát giao thông không chỉ muốn phạt thật nhiều để hưởng phần trăm theo quy định câu hỏi này đang được người dân đặt ra theo nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương được Quốc hội khóa 15 kỳ họp thứ 6 thông qua chiều ngày 10 tháng 11. Bộ Công an sẽ được hưởng tới 85% số tiền phạt. Một số chốt tuần tra kiểm soát của cảnh sát giao thông. Ngoài ra, dư luận còn có một số thắc mắc muốn cơ quan có thẩm quyền tiếp thu hoặc sửa đổi như sau. Không thể vì coi nồng độ cồn trong cơ thể là hiểm họa hàng đầu để kiểm tra với tần suất cao và thời gian phi khoa học thứ hai là kiểm tra cả trăm người nhưng sao không thấy ống thổi cần có phương án hợp lý hơn vì việc không thay ống thổi là mất vệ sinh dễ lây lan các bệnh chuyển nhiễm từ miệng người nọ sang miệng người kia thứ ba là bộ công an ấn định mức nồng độ cồn trong hơi thở là 0% đây là điều bất hợp lý và thiếu khoa học vì chỉ sử dụng thức ăn nước uống có đường hay hoa quả cũng có phản ứng hóa học lên men trong dạ dày và nồng độ cồn sẽ cao hơn 0%. Đặc biệt, việc siết chặt nồng độ cồn không chỉ khiến cho các nhà hàng, quán nhậu, vắng khách mà sẽ ảnh hưởng đến kinh tế và hoạt động du lịch cả nước. Chuyện lái xe khi say rượu là vi phạm pháp luật ở tất cả các nước, chứ không riêng gì Việt Nam. Trong khi, theo giới chuyên gia, ý thức người tham gia giao thông ở Việt Nam rõ ràng là có vấn đề. Với việc xử lý nồng độ cồn, hy vọng người dân sẽ dần dần thay đổi thói quen để hình thành văn hóa giao thông an toàn ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng. Theo tờ báo tuổi trẻ cho hay, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông nói về mục đích của chiến dịch này là quan trọng vẫn là nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Nếu biết sáng phải lái xe thì tối hôm trước không nhậu trễ, cần chuẩn bị tâm lý để tay lái vững vàng, an toàn. Nếu nói cho và giống nhau thì là điều đáng hoan nghênh. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên mới đây cũng phát biểu rằng việc dàn trải năng lực tăng mình suốt 24 trên 24 giờ vừa gây biệt mỏi căng thẳng cho lực lượng chức năng vừa khiến tính hiệu quả của việc kiểm soát giao thông bầu không khí xã hội ít nhiều bị ảnh hưởng cần việc kiểm tra lại xem làm có cách nào phù hợp hơn không có ổn không để điều chỉnh cho phù hợp với nguyện vọng của người dân theo thượng tá đoàn văn quốc phó phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh vào ngày 3 tháng 10 cho biết các cụm tổng kiểm soát nồng độ cồn của cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh từ nay sẽ thay đổi phương án bố trí các tổ công tác cho phù hợp với từng thời gian, địa điểm ở từng tuyến đường. Công luận cũng hy vọng Bộ Công an của ông Bộ trưởng Tô Lâm giá như chịu khó cho lực lượng của mình tham gia phối hợp kiểm tra tài sản của quan chức nhà nước mà quyết liệt cũng như kiểm tra nồng độ cồn, thì dân sẽ hết sức hoàn ngành và ủng hộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d ngày hôm nay với bản tin bộ công an cho hội nồng độ cồn để phục vụ nhân dân đừng biến thành cơ hội kiếm trác quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo d